anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng: Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng bùn còn thừa người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa. Trọng kính Trẻ Thánh Sứ, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý bạn, anh chị em, cha mến chào tất cả các con thiếu nhi. Hôm nay tin mừng chúng ta nghe là một đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Xin lỗi, tin mừng theo Thánh Luca. Ngay khởi đầu tin mừng thì các tông đồ đến thưa với Chúa Giêsu điều gì nè? Ai biết? Rồi, cha mời Tường. Anh Trung đem nhanh. Con đứng lên đây Tường. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu điều gì con? Rồi, chỗ đó là chỗ nào? Chỗ địa chỉ nào? Rồi, đúng rồi, cho con một tràng pháo tay thật to. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu là xin giải tán đám đông để họ có thể về đi tìm một chỗ trọ hoặc là tìm cái chỗ có thể ăn, bởi vì nơi đó là nơi hoang vắng. Nhưng mà ý Chúa Giêsu là muốn các tông đồ phải cho họ ăn. Nhưng mà các tông đồ có làm được không? Các tông đồ làm được không các con? Có được không? Bạn nào nói không được đâu. Rồi, lý do sao không được? Ai biết? Rồi, cha mời con. Con đợi một chút. Tại sao các tông đồ không làm được điều đó con? Bật mic lên cho em. Dạ, xin cha đã tìm đến 5 cái bánh rồi. Với gì nữa? 5 cái bánh với lại gì? 5 cái bánh với lại 2 con cá. Giờ cha con đứng đó, con nghĩ là 5 cái bánh với 2 con cá thì đủ cho bao nhiêu người ăn? Dạ, đủ cho 5 người. Đủ cho 5 người, đó, thì cho con một tràng pháo tay ha. Đúng rồi. Mà số người ở đấy nó tới 5.000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ, trẻ em. Mà ở đây chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Thật tình là cái số đó nó không đủ cho các tông đồ và Chúa Giêsu nữa, chắc phải đi xin thêm mới đủ. Vậy mà Chúa Giêsu lại muốn các tông đồ cho họ ăn, và rõ ràng các tông đồ không thể làm được. Thế là Chúa Giêsu động lòng thương, Ngài làm gì cơ? Ngài làm gì để cho họ ăn? Ngài làm cái gì? Rồi cha mời Huy. Ngài làm gì để cho đám đông đông như vậy có thể ăn được không? Là phép sao? Dạ thưa cha, là Đức Chúa Giêsu còn lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời đưa lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn cho các đám đông. Rồi,
nó nằm ở địa chỉ nào? Dạ thưa cha, Luma Trung Trinh Công, con 16. Rồi, được rồi, một tràng pháo tay cho con ha, chính xác rồi. Chúa Giêsu biết là các tông đồ không làm được, nhưng mà Ngài vẫn mời gọi các tông đồ hãy nghĩ cách. Nhưng mà thấy các ông nghĩ không được nên Ngài làm phép lạ, hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá đó cho thành nhiều bánh và nhiều cá để cho các tông đồ có thể phân phát cho đám đông, và họ ăn uống no nê và thu lại được bao nhiêu thùng bánh dư nè. Rồi cho mời con phía dưới, đúng rồi, được bao nhiêu bánh thùng bánh dư? 12 thùng bánh dư. Rồi, đúng rồi, cảm ơn con. Được như 12 thùng. Qua cái câu chuyện này, có phép lạ này gợi lên cho chúng ta được hai điểm để chúng ta có thể suy nghĩ. Điều đầu tiên, khi Chúa Giêsu thấy đám đông đói và khát, và vì theo Ngài mà nơi đó là một nơi hoang vắng, Ngài thương và Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi cho dân. Và cái số bánh nó không có phải là vừa đủ, mà số bánh nó còn dư được 12 thùng, có nghĩa là dư tràn cái nhu cầu của đám đông nữa cơ. Rồi cha đố con, đó là việc Chúa Giêsu làm phép lạ để nuôi sống thân xác. Vậy Chúa Giêsu đối với linh hồn người ta thì Ngài có làm phép lạ nào không để nuôi sống linh hồn? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Cha mời con, đúng không? Con đưa tay, con mời con đứng lên. Chúa Giêsu làm phép lạ gì để nuôi sống linh hồn chúng ta con? Anh bánh thánh, đúng rồi đó, đúng được 70% rồi, ai có thể nói rõ hơn một chút? Rồi, mời bạn kế bên. Nói là lời Chúa, cũng đúng. Nhưng mà một cái thú hình chúng ta có thể trồng được, đó là, rồi mời Vi, bạn nói gần đúng rồi đó con. Từ gì? Mình nói thấy Chúa Giêsu biến từ gì ra? Từ gì? Con nhìn trên hình gợi ý kìa. Lát nữa trong lễ chắc chắn sẽ có rồi, mời con. Cầm mình bánh thánh. Cảm ơn con ha. Chúa Giêsu biến từ rượu và bánh thành mình và máu của Chúa để nuôi sống chúng ta. Hãy những ai mà khao khát Chúa, khao khát được nuôi sống linh hồn, thì chắc chắn Chúa sẽ ban, như là Chúa năm xưa Chúa đã ban cho, Chúa đã làm phép lạ để ban nuôi sống thể xác trong câu chuyện chúng ta vừa mới được nghe trong tin mừng. Các con có khao khát mình mà máu Thánh Chúa không? Ai khao khát mình máu Thánh Chúa giơ tay cho coi. Giơ cao lên, giơ mà giơ tí rồi. Rồi. Cảm ơn các con, tất cả các con đều khao khát mình và máu Thánh Chúa. Ở dưới cộng đoàn chắc chắn chúng ta cũng như thế. Theo như lịch của chúng ta mà dự kiến đó, vào ngày 6 tháng 6 thì các con được rước lễ lần đầu. Tuy nhiên vì dịch bệnh nên là chúng ta chưa thể tổ chức được. Thì trong vòng 5 tháng vừa rồi chắc là các con cũng nôn nao lắm, đúng không? Cũng khao khát lắm. Và một cái biểu hiện rất là cụ thể là trong 2 tuần vừa qua, khi mà ban giáo lý mời gọi các con đi lễ, rồi tập nghi thức, rồi xưng tội, rồi làm tĩnh tâm, các con đã tham gia rất là nhiệt tình. Đó là biểu hiện tích cực, các con đang khao khát Chúa, linh hồn của chúng con đang khao khát Chúa. Và như năm xưa Chúa làm phép lạ để ban lương thực nuôi sống thể xác cho rất nhiều người, thì bây giờ vì các con khao khát Chúa như vậy nên chắc chắn Ngài cũng làm phép lạ để biến bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa để nuôi sống linh hồn của các con, giúp cho các con sống tốt lành, sống trưởng thành hơn. Nhưng ở đây có một chi tiết chúng muốn gợi lên cho các con. Chúa Giêsu sau khi phép lạ hóa bánh ra nhiều, hóa cá ra nhiều, Chúa Giêsu có tự mình cầm bánh và cá đó để phát cho đám đông không? Chúa Giêsu dự nhờ ai để làm điều đó? Rồi, cho mời con Phúc Thư. Chúa Giêsu nhờ ai để làm điều đó, phân phát cho đám đông? Đúng rồi, các tông đồ. Chúa Giêsu cầm, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu nhờ các tông đồ. Chúng ta cho một tràng pháo tay để khen phép Phúc Thư ha.
như đầu lễ thầy thiên sứ có gợi ý đó, sau khi các con được đón mình thánh chúa đó, các con cũng phải giống như các tông đồ, cũng phải làm cho mình thánh chúa đó có thể trao ban đến cho những người khác, trao ban cái hồng ân đó, đem chúa về nhà để có thể đem chúa đến làm cho gia đình của các con được hạnh phúc hơn, làm cho các bạn bè mà các con gặp gỡ được yêu mến Chúa, yêu mến nhau nhiều hơn. Muốn làm như vậy, các con phải thực hiện được những điều mà các con đã cố gắng quyết tâm. Như hôm qua chúng ta tĩnh tâm, các con đã có những quyết tâm. Ở đây là gương của vị Thánh Đa-minh Sa-vi-ô. Sau khi Ngài rước lễ lần đầu, Ngài đã làm cho mình 4 quyết tâm để làm sao có thể đem Chúa đến cho những người khác. Rồi bây giờ tất cả các con cùng đọc lại 4 quyết tâm đó cho cha và cộng đoàn nghe xem. Quyết tâm thứ nhất: Savio đã làm cho mình 4 quyết tâm đó, và vị thánh còn rất trẻ đã được giáo hội phong thánh bởi vì một trong những nguồn gốc đó chính là nhờ những quyết tâm đó. Các con cũng đã làm những quyết tâm đó, bây giờ thử đại diện một vài bạn nói lên cái quyết tâm của mình mà chúng con đã làm được trong tối hôm qua xem. Thử nêu lên một cái quyết tâm của mình xem, bạn nào có thể nêu được quyết tâm làm sao lát nữa sau khi rước lễ xong tôi sẽ làm điều gì, quyết tâm làm điều gì? Bạn nào? Bạn nào làm một cái quyết tâm nào để cho cộng đoàn? Rồi, cho mời con. Các con nhớ lại những quyết tâm các con đã ghi ngày hôm qua đó, trong sổ thiên đó. Các con... Con quyết tâm là... Con quyết tâm là đi lễ xong con nhìn mẹ, con ôm bài, con nhìn. Rồi, cảm ơn con ha. Một tràng pháo tay cho con ha. Rồi, đại diện các bạn nam con cho một quyết tâm để cho... Quyết tâm nào sống tốt lành con? Rồi, cha mời Huy. Dạ thưa cha, con quyết tâm con sẽ sống tốt. Cụ thể hơn nữa, làm một việc gì hay làm một cái? Con sẽ giúp người nghèo. Rồi, được rồi, cho con chạm pháo tay ha. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang tham dự thánh lễ, rước lễ lần đầu của tất cả con em của chúng ta. Thánh lễ này gợi cho chúng ta là ngày chúng ta được rước lễ lần đầu. Lúc đấy chúng ta chắc chắn là khao khát Chúa. Chắc chắn là chúng ta, linh hồn của chúng ta cháy bỏng tình yêu mến Chúa. Nhưng theo thời gian có thể chúng ta rước lễ quá nhiều lần, hoặc là chúng ta đôi khi ơ hở buồn lạnh, làm cho cái niềm khao khát đó nó bị lu mờ. Thì hôm nay là cơ hội để chúng ta hâm nóng lại cái niềm khao khát đó. Và như trong bài tin mừng chúng ta vừa được nghe, Chúa Giêsu sẽ nhìn thấy cái niềm khao khát của chúng ta. Như năm xưa Chúa Giêsu nhìn thấy cái khát, cái đói của dân chúng khi đi theo Ngài. Ngài sẽ ban tràn đầy hồng ân, ân sủng của Ngài qua chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi sống linh hồn chúng ta. Cách riêng đặc biệt là đối với các con, thì chúng ta đón nhận mình thánh Chúa là chúng ta đón nhận chính Chúa. Chúng ta được mời gọi biến đổi trở nên ngày càng giống Chúa hơn, từ lời nói, từ suy nghĩ cho đến hành động. Chúng ta càng trở nên giống Chúa, chúng ta càng trở nên thiếu nhi ngoan, càng trở nên người tốt lành. Ước mong quý ông bà anh chị em cũng như tất cả các con thiếu nhi, chúng ta đón nhận mình thánh Chúa, chúng ta được tràn đầy ân sủng, và như các tông đồ chúng ta cũng giúp Chúa chia sẻ những học ân đó cho những người xung quanh mà chúng ta gặp gỡ.